Tôi hiểu nếu nhiều khán giả nước ngoài của tôi có thể không quan tâm đến chủ đề này vì nó chỉ đề cập đến những người đàn ông da đen ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là điều này không thể áp dụng cho đàn ông Latin và châu Á. Trở lại những năm 1980, một số bạn nam thời trung học của tôi gia nhập quân đội Hoa Kỳ và đóng quân ở Đức. Tất cả họ đều nói với tôi rằng phụ nữ Đức thích đàn ông da đen Hoa Kỳ. Một số trong số họ kết hôn với phụ nữ Đức. Nhiều người trong số họ không bao giờ quay trở lại Hoa Kỳ trong một số video của mình, tôi đã nói về bạn gái cũ của mình tên là Eva. Và rằng mẹ cô sinh ra và lớn lên ở Đức ngay sau Thế chiến thứ hai. Tôi cũng nói rằng mẹ cô ấy là một nhà nữ quyền độc hại và đang dạy các con gái của mình cũng trở thành những nhà nữ quyền độc hại. Vì vậy, khi những người bạn nam của tôi nói với tôi về việc phụ nữ Đức thích đàn ông da đen Hoa Kỳ đến mức nào, tôi đã nghĩ về mẹ của Eva. Mẹ của Eva cũng thích đàn ông da đen Hoa Kỳ. Trên thực tế, vào những năm 1960, Mẹ cô có con với hai người đàn ông da đen khác nhau của Hoa Kỳ và kết hôn với một người đàn ông da đen Hoa Kỳ. Do đó, tôi quyết định để phụ nữ Đức yên. Năm nay, tôi xem các video từ hai kênh YouTube khác nhau có tên là AV TL và International Passport. Tôi sẽ đặt các liên kết trong mô tả. Những video này nói rằng Đức là nơi nên đến nếu bạn là người da đen ở Hoa Kỳ. Vấn đề tôi gặp phải với Châu Âu và Đức là họ không có những bãi biển cát trắng nhiệt đới với làn nước trong vắt. Ngoài ra, Trừ khi tôi kiếm tiền từ du tuyếp, tôi không đủ khả năng sống ở Đức. Tuy nhiên, tôi biết rằng Đức là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để nuôi dạy con cái và lập gia đình. Bây giờ, vào những năm 1980, thành phố New York là nơi để tìm một người phụ nữ cho một mối quan hệ nghiêm túc. Điều này là do thành phố New York tốn rất nhiều tiền để sinh sống. Vì vậy, phụ nữ muốn có một người đàn ông ổn định để giúp thanh toán các hóa đơn như tiền thuê nhà, vv. Ngày nay, thành phố New York đã thay đổi thành phố New York hiện là điểm khởi đầu cho chủ nghĩa nữ quyền độc hại, điều này khiến việc tìm kiếm một người phụ nữ chất lượng trở nên khó khăn. Giờ đây, nhiều người đăng ký bằng tiếng Latin đã nói với tôi rằng Nam và Trung Mỹ và Cộng hòa Dominica không phải là những nơi tuyệt vời để tìm những phụ nữ chất lượng. Vì vậy, tôi có thể đến Đông Âu và Châu Á. Nhưng những video này khiến tôi tự hỏi liệu tôi có nên thử hem bớt đức hay không. Điều đầu tiên đầu tiên, tìm một nơi để sống và sau đó là một người phụ nữ. Tôi muốn nói thêm một điều nữa. Mẹ của Eva đã quay trở lại Đức. Nếu Đức như những gì họ nói trong những video này thì cô ấy sẽ phát điên. Nếu bạn là một người theo chủ nghĩa nữ quyền và sống ở Đức, bạn phải ghét điều đó. Đức bây giờ là một cơn ác mộng của nữ quyền. Được rồi, tôi phải kể một câu chuyện. Chị gái của Eva tên là Michelle. Cha của Michelle là hiệu trưởng tại Đại học Hauhut. Đối với khán giả nước ngoài của tôi, Đại học Hauhut là một trường đại học da đen hàng đầu. Nó được coi là một trường black TV lit danh tiếng. Mẹ của Eva sống ở Arizona, cách Đại học Út khoảng 3.000 dặm. Khi theo học Đại học Út, Michelle gặp một người đàn ông từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy đã ngừng chơi bóng vì bị chấn thương, nhưng anh ấy vẫn rất giàu có. Sau khi yêu nhau được một năm và sau khi Michelle tốt nghiệp đại học, anh ấy đã mua một ngôi nhà ở quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Tôi đã nói rằng người đàn ông đó giàu có. Michelle sống với anh ta trong ngôi nhà này ở quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ là một thiên đường xinh đẹp. Thêm vào đó, vào những năm 1980, không giống như quần đảo Virgin thuộc Anh, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ rất phát triển. Mẹ của họ không thích Michelle có một mối quan hệ nghiêm túc. Mẹ của họ không muốn con gái mình có một mối quan hệ nghiêm túc cho đến khi họ 27 tuổi và Michelle mới 22 tuổi. Vì vậy, mẹ của họ sẽ không nói chuyện với Michelle cho đến khi bà rời bỏ người đàn ông đó và chuyển về Arizona. Các nhà nữ quyền cố gắng kiểm soát trẻ em hết mức có thể. Tô Sĩ Nít xuống thực sự là về kiểm soát và quyền lực. Nó không phải là về bình đẳng. Đây là lý do tại sao họ sử dụng chiến thuật thao túng. Không cần phải nói, khoảng 3 tháng sau khi Mi Seo chuyển về Arizona, anh ta bắt đầu gặp gỡ những người phụ nữ khác. Một người đàn ông da đen độc thân nữa nhìn sẽ không thể sống độc thân lâu. Anh ấy sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Thêm vào đó, không người đàn ông nào có thể đợi 5 năm hoặc cho đến khi Mi Seo tròn 27 tuổi. Vì Mi không thể có một mối quan hệ nghiêm túc nên số lượng đàn ông mà cô ấy có thể có mối quan hệ đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, Michelle bắt đầu quan hệ với những người đàn ông đã có gia đình. Michelle không bao giờ kết hôn. Các nhà nữ quyền là một số người ngu ngốc nhất. Họ ngu như địa ngục và ngu như cức. Họ nghĩ rằng họ thông minh hơn những người khác, hoặc những người khác đều ngu ngốc. Họ tin rằng việc sử dụng các chiến thuật thao túng sẽ hiệu quả với hầu hết mọi người. Người Mỹ là của hiếm và là đặc sản ở Đức. Vì vậy khi bạn trai tôi bây giờ là chồng đến thăm tôi ở Đức vào năm 2006, tôi phải chứng minh với anh ấy rằng tôi tốt hơn mọi phụ nữ anh ấy từng hẹn hò trước đây và rằng tôi sẽ tốt hơn mọi phụ nữ anh ấy có thể hẹn hò trong tương lai. Vì vậy tôi đã đưa những người đàn ông đi du lịch tôi đã mua cho anh ấy mọi thứ mà anh ấy muốn có và những thứ mà anh ấy thậm chí không muốn có tôi đã phải cho anh ấy biết nhìn tôi ngưỡng mộ bạn tôi đánh giá cao bạn đến từ mỹ đến đức để thăm tôi tôi phải chứng minh cho bạn thấy và tôi sẽ làm mọi thứ và bất cứ điều gì trong khả năng của mình để cho bạn thấy rằng tôi là duy nhất tại sao tôi lại nói điều này Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng có những người phụ nữ sẽ cạnh tranh vì bạn. Lý do tại sao những người đàn ông trung bình của Mỹ yêu châu Âu và một khi họ đặt chân đến, họ không bao giờ muốn rời đi. Tôi nói trung bình, họ được vào câu lạc bộ miễn phí. Một khi bạn đã vào câu lạc bộ, phụ nữ sẽ ngửi thấy mùi xoác của bạn từ cách xa một dặm vì vậy họ làm gì họ bay về phía bạn và họ cố gắng thu hút sự chú ý của bạn một khi họ đã thu hút sự chú ý của bạn họ sẽ hỏi bạn muốn uống gì họ mua cho bạn đồ uống họ mua cho bạn bữa tối họ đưa bạn ra ngoài và tôi đang nói về những người phụ nữ xinh đẹp những người phụ nữ xinh đẹp người li băng người thổ nhĩ kỳ người đức người ethiopia bất cứ điều gì bạn muốn Phụ nữ Đức như thế nào? Trước khi tôi chuyển đến một đất nước, tôi cần đảm bảo rằng phụ nữ không giống phụ nữ Mỹ và Anh. Tôi có thể khẳng định rằng phụ nữ Đức khác hoàn toàn với phụ nữ Anh và Mỹ. Được rồi. Phụ nữ Đức dễ chịu. Đặc biệt nếu bạn là người nước ngoài. Nếu bạn đến từ Mỹ hoặc Anh, họ chắc chắn đang kiểm tra bạn. Mọi chủng tộc phụ nữ sẽ kiểm tra bạn. Hàng chục, tám và 9. Và điều tuyệt vời về Hamburg Đức là nó siêu đa dạng. Bạn có phụ nữ từ châu Phi, từ Ả Rập, từ tất cả các khu vực khác nhau trên khắp thế giới. Bạn có một sự lựa chọn để chọn từ. Những người Đức bản địa đang ở đó và họ đang kiểm tra những người đàn ông da đen. Tất cả họ đang kiểm tra người da đen. Và phụ nữ Đức ở Hamburg Đức hoàn toàn tuyệt đẹp. Họ ăn mặc đẹp. Chúng có mùi thơm. Họ trông tốt và họ dễ gần. Bạn có thể nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và bạn có thể nói với chính mình. Ô hát cô ấy quá đẹp để tôi có thể tiếp cận. Không. Bạn tiếp cận cô ấy và cô ấy sẽ rất vui khi bạn tiếp cận. Vì vậy nếu bạn là một người đàn ông da đen nước ngoài đến từ Mỹ hoặc Anh và bạn đang tiếp cận phụ nữ ở Đức, trong vòng một tháng, bạn sẽ có bạn gái. Không nếu và không nhưng. Và bạn gái của bạn sẽ là một phần mười nếu bạn đang tiếp cận hàng chục. Phụ nữ Đức đang kiểm tra đàn ông da đen. Họ đang hoàn toàn kiểm tra những người đàn ông da đen. Họ rất vui được nói chuyện và họ rất dễ chịu. Điều tuyệt vời là một số người lớn lên trong nền văn hóa bảo thủ đã chuyển đến Đức khi họ còn rất trẻ hoặc họ chuyển đến đức trong giai đoạn cuối đời họ lớn lên ở quê nhà hay đơn giản là họ sinh ra trong một gia đình bảo thủ vì vậy họ vẫn có những giá trị truyền thống bảo thủ mà tất cả chúng ta đều muốn và yêu thích họ đang kiểm tra nặng nề cho những người đàn ông da đen nếu họ đến đúng nếu bạn được giáo dục nếu bạn chuyên nghiệp tất cả đều ở đó để bạn lựa chọn và để bạn lựa chọn và tất cả họ đang kiểm tra nặng nề cho những người đàn ông da đen